hơi bí. Đi né công an, bu di nó có ba cái vách ngăn này nè, nó hơi bí á, chạy nó không có đạt, móc rồi nó vô, phải móc xong mình sẽ nổ máy mình test, mình chạy thử cho anh em nghe nha. Máy SH 2020 69 tự do chuẩn bị rớt. Mưa rồi.